Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi, các bạn cùng xem ha. Hôm nay mình quay cái bầy vịt đẻ đang lùa về chuồng nha các bạn. Quá trời luôn, cái bầy này không biết bao nhiêu ngàn mà quá trời đông. Bầy này theo mình đoán thì chắc cũng là 7-8 ngàn gì nha các bạn ơi, dữ lắm. Khủng khiếp luôn á. Nó đang lội về nha các bạn. Dữ lắm, đông luôn. Đó, các bạn coi nè. Bít con sông luôn kìa. Khủng khiếp luôn chưa? Đông cỡ này á. Sông lớn lắm luôn mà đông cỡ này nè. Hết hồn cái bầy vịt luôn. Cái này mình quay nó hơi ngược nắng đó các bạn, cho nên giờ thấy nó cũng không có được đẹp. Con gái mình đang chăm chuồng. Bơi chuồng luôn nè các bạn, bơi vỏ, bơi bằng cây sắt luôn. Về chuồng nó lại hả? Quá trời luôn. Mấy ngàn vậy? Cái bầy vịt mình mấy ngàn? 10 ngàn. Wow. Tới 10 ngàn lận nha các bạn. Dữ lắm luôn. Oh no. Con này đang lên nè các bạn. Dữ lắm. Đây cũng chị chủ đang đứng canh vịt về ha. Rồi đây em gái mình thì đang bơi cái vỏ để gian vịt. Không có cây dầm sao thấy cầm cái cây sắt bơi luôn vậy? Dạ, tại cái dầm mẹ lấy. Vịt này vịt mình đang đẻ ha. Vịt đang đẻ luôn nha các bạn. Nó khủng khiếp luôn các bạn ơi. Đó thì mới thấy cái bầy vịt bầy 10 ngàn. Giờ đang lên chuồng các bạn, dữ lắm, đông luôn. Quá trời. Rồi nè, để mình quay dưới sông cho các bạn xem nè. Khủng khiếp luôn. Rồi nè. Mấy ảnh nó đang lùa về nha các bạn. Thấy nó quay lại rồi kìa, nó quay lại rồi. Quá trời. Đầu dướng cái mấy cái bụi lục bình các bạn làm mắt đẹp người ta. Hãy chăng cái đường lên. Uyển ghê. Cái này không ma mắt mấy cái bụi lục bình đó, nó lên đẹp lắm á. Bây giờ mình tới 10 ngàn hả anh? Quá trời luôn. Hết hồn đông chứ. Tính là bây giờ này tốt chứ. Đẹp. Dịch đang mới chát luôn. Quá đẹp. Bây giờ nó đang gom về đây đó nha các bạn. Quá trời luôn nè. Bít con sông hết trơn luôn. Tới 10 ngàn. Chồng vừa tới bên đây. Hay cha với xe cuốc. Xe cuốc lội lại luôn.
chung dịch nó cũng khôn đó các bạn, đi vậy chứ nó dẹt ra hết trơn à. Rồi chiếc này thì chắc 03 04 04 các bạn ơi, 2T luôn, 04 05. Giờ chứ còn đang lên dữ lắm nha, 10.000 lắm mà. Chiếc xe 05 đang lạc vô nguyên cái bài dịch 10.000. Không cho luôn các bạn, nghẹt vô luôn. Ok, cái lỗi của tuốt bên đây lại luôn nè. Trời ơi, tớp nào nó lên thì nó lên các bạn, tớp là nó đi rồi nó đi. Rồi thêm vỏ vượt qua luôn nè. Cũng khôn đó bạn ơi, chạy tới đâu dẹt tới đó à. Nè quá trời, bây giờ này ba bốn người giữ luôn các bạn. Ồ có cùng con ngỗng, nói lời nãy giờ các bạn nó đang lên hoài luôn đó mà chưa hết đâu hết trơn ha. Cái chuồng nó dài lắm nha các bạn, nè các bạn coi nè, nó dài thăm thẳm tới đằng đó luôn đó nha, dữ lắm luôn. Rồi nó xe lộn cái này không chịu lên. Rồi bây giờ đang lên các bạn ơi. Tiếp chưa? Tới chuồng rồi còn mê mồi. Mê mồi chưa chịu lên. Ba bốn người dí luôn đó các bạn. Đồng ghê. Đang lội lên nè. Mắc cây bộ lục bình đó các bạn, nó mắc cái bộ lục bình lên cũng mau lắm. Tiếp chưa? Ba người dí vậy nè các bạn. Ba bốn người dí luôn.
Tiếp rồi tưới nó xong rồi đấy các bạn. Nói chung là cái này nó phớt cỏ ha, cái này mà không phớt cỏ để mình quay gì cho các bạn thấy dữ lắm luôn, dài lên tới đằng này luôn, khủng khiếp. Rồi bây giờ dịch đã xong hết rồi nha các bạn, rồi giờ mình xin kết thúc video tại đây ha, rồi tạm biệt các bạn nha.